Gia đình San Vlog chào tất cả các bạn, anh chị và cô chú. Hôm nay thì là một ngày khá đẹp trời, ngày đặc biệt. Trên tay mình đây là hơn 4.000 đô, là 100 triệu. Đấy. Cái tiền này là cái tiền mình làm YouTube, tiền bán hàng này, tiền tích cóp một năm qua, gần một năm qua. Đấy, cả cái tiền vay nợ mình không có đủ đâu. Vay nợ cũng khá là nhiều để mà mình xoay sở mà muốn mua một cái xe nhỏ nhỏ để đi làm ăn kiếm ăn ấy, muốn muốn đi một hướng khác thì YouTube thì làm nó cũng rất là sóng gió. Đấy. Thì bây giờ hai vợ chồng sẽ đi xem xe và đi lấy xe về. Xe để là cái xe tải cũ thôi. Ở ngay bên xóm bên thì cún ở nhà. Hai vợ chồng sẽ tranh thủ đi chắc ở tầm một tiếng thôi. Nhé, cún nhà ngoan nhé, bố đi mua xe đấy. Đấy. À, cho bà nồi bế này. Đưa đây bà nào, đưa được cún nhà, nhẹ nhàng với bà nhá, nhẹ nhàng với mẹ bà Đây là 100 triệu. Mình cầm rất là nhiều tiền như này nữa. Đấy. Đây chúng ta bắt đầu đi thôi. Trời hơi lạnh. Đấy, mình mặc cái áo này quên mặc cái áo mưa. Bây giờ hôm nay thì tầm 15 độ các bạn ạ. Con đường thân quen đây. Lát thì mình sẽ đi ô tô về. Em đi xe máy á. Đã xong cái ô tô hôm nay á. Hello cả nhà. Về hai vợ chồng mình đang ngồi ở trong chiếc xe. Ngồi cho đây ấm nhỉ. Cái này thì nó không là quay bằng tay đâu, nó không không có nút như là xe hiện đại kia. Đấy, cái đời này. Đây là xe Camry, Suzuki Camry chắc đời 21 các bạn ạ. Đấy, xe này đã đi được người ta đi được hơn 8 vạn rồi. Đấy. Ở dưới này thì cũng có đầy đủ hết chân ga, chân côn, chân phanh này. Mới đầu mình thử xem còn không có biết cái chân côn ga phanh đâu các bạn ạ. Đây, mình mới học học bằng lái xe từ tháng trước các bạn ạ. Đấy, học học thi đỗ rồi. Đợi người ta gửi bằng về thôi. Đấy, đây là sơ sơ qua như vậy. Một lát thì sẽ ra ngoài quay chi tiết, ngồi trong này ấm quá các bạn. Kia kia là cái xe máy của mình. Đấy. Được không? Được, quá đấy, được. Ngồi. Xe tải các bạn đằng sau đây. Đóng cửa không với các bạn à. Xe đây. Xe đời mới. Đời 2011, chúng ta cùng đi cùng vòng đây. Lốp đây. Nói chung là mình không biết xem xe các bạn đi là thử như nào đâu, mình xem trên mạng. Đấy, bình ắc quy vẫn còn mới này. Đấy. Máy móc là vẫn nói chung ok. Theo chủ bảo á. À, đây là chỗ là xe của đứa bạn. Các bạn học năm lớp từ cấp 3 đến 3 năm. Đây là khá là tin tưởng. Xem cái xe trong này nó rộng này, tha hồ chở hàng. Đấy. Cái này thì cái biển của Dương. Nó chỉ cao hơn tay mình với mình các bạn, nó 2 mét thôi. Đấy. Nó rộng chừng một sải như này. Đấy thì vào đây rồi. Trước kìa. Các bạn xem kỹ cái máy móc ở đây. Mình này mình mới hôm qua mình mới xem ở trên mạng xem người ta kiểu như người ta hướng dẫn chia sẻ cách mua xe cũ ấy, nhưng mình không biết gì đâu, nhìn cái đống này. Đấy, như là cục sắt ở đây. Máy móc này vẫn zin riết mọi thứ đầy đủ. Đó. Xe hai ghế ngồi đây. Đấy, chiếc xe này ok không các bạn? Có thể làm ăn được không? Ok không em? Quên okay. Caramel đây. Bốc luôn nhỉ? Bốc luôn, không phải suy nghĩ gì hết. Đấy, bốc phải làm ăn. Super Camry chắc. Hai bố con vừa đi một vòng vào đây. Đã đi lái xe thì không quay được. Dẫn bố đi đổ xăng mà này không có tiền. Trong túi phải còn đúng hơn 100.000, 110.000 thôi. Đấy. Đổ một bình này ngồi chơi. Thế sạch tiền luôn. Ô, bố mở ra đó. Đây ạ. Đấy, đơn giản đây này. Đây, kẹp. Ô, sao kẹp á?
khóa sao đấy. Bên này xem nào, đây dễ mà. Không, vừa nãy con khóa rồi con không ngừa. Không ra được hay bố chú đi. Vẫn ra được cơ. Ra được bên này. Thế bên kia bị đóng rồi à? Cái này được, cái này được. Thế lại đóng rồi nhỉ? Vừa em vẫn đi mà hay là nó bị kẹp. Mẹ hai vợ chồng đang đi đổ xăng đây. Vô lăng đây. Đi đổ xăng các bạn ạ. Xe hết xăng rồi. Vừa nãy bị kẹt ở cái khóa ấy. Chắc hôm nào phải mang đi sửa đâu. Nói chung là hai vợ chồng mua xe xong là hết tiền luôn, hết sạch luôn các bạn ạ. Có mua 65 triệu, cái xe này là 99 triệu. Đấy, 99 triệu mà mình có 65 triệu mình vay thêm hơn 30 triệu nữa. Thế là mua xe xong thì còn đúng hơn 100 nghìn. Nên người ta đúng là xe 100 triệu thì người ta lộc lá lại ấy. Là 1 triệu. Đấy, đây là xe của cô bạn thân. Học cùng cấp 3 đấy. Một xe ô tô thêm em. Em nhỉ. Đây này. Đấy. Vô năng đây. À, về đang đi vào đường xóm vào đây. Lát mới ra đường to. Đây. Yeah. Xe anh bon bon trên chặng đường. Đi để tập lái, mình đã biết lái đâu các bạn ạ. À. Có bằng rồi nhưng mà tính ra cái giờ ngồi trên ô tô chắc chỉ tính được ở tầm hơn 10 giờ 20 giờ đồng hồ thôi. Đấy, ngồi vào buồng lái, khoang lái. Phải ra đường cao tốc nào. Ở đây một lát thì mình sẽ đi lắp một cái cam lùi ở đây này. Đấy, để nó nhìn thấy đằng sau vì là muốn lúc buổi sáng ấy. Mình chạy nó tan cái gương luôn các bạn ạ. Gương thì tan luôn này. Đấy. Nói chung là cái này mình cũng mới tập lái thôi. Xong mình sửa lại cái khóa này nữa. Đấy. À, mình lắp thêm một cái màn hình ở đây. Nói chung mình sẽ sửa lại thêm một chút trang trí lại nữa. À, mình tạm thời cũng phải lắp cam lùi trước để nó nhìn an toàn đằng sau đấy. À, xong là cái lốp này thì mấy hôm nữa thì nói chung mình đã hết tiền, mấy hôm nữa mình sẽ phải thay lại cái lốp này, nó cũng hơi mòn rồi đấy, máy móc làm lại dầu nhớt mọi thứ đó. Nói chung là cứ sửa thêm thôi các bạn ạ. À, bây giờ mình sẽ ra ngoài tiệm ấy, mình sửa lại cái gương, sửa lại thêm lắp thêm cái cam lùi trước á. Lốp chắc đi được một thời gian nữa, ngắn rồi là mình sẽ phải thay đi. Thì cái xe này mình mới mua từ hôm qua các bạn ạ. Đấy, nói chung là mới đầu khởi nghiệp ấy, mình định mua xe mới thì nó rất là đắt, xe mới tầm 270 cơ. Mình mua lại cũ cũng 100 triệu thôi. Thì nói chung là mới bắt đầu. Mình cũng tập làm quen với xe pháo ở đấy, với lại đi đường mọi thứ ấy. Đấy, sau này có điều kiện thì mình sẽ nâng cấp lên cái xe khác. Đấy, thì tiện đây thì những anh chị hay cô bác hay cô chú mà quanh ở khu vực mình ấy, có cái hàng hóa, có cái gì mà nó có thể là buôn bán kinh doanh được thì mình sẽ cùng liên kết với nhau. Đấy, nói chung là mình đây là mình ở Sơn Động Bắc Giang, thì quanh khu này thì bây giờ thì đang dịch, cứ hết dịch thì mình cũng thể đi được tầm bán kính tầm 200-300 cây, rồi dưới Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, bên Hải Dương, Thái Nguyên đi được. Nói chung vẫn đi xa đi được nếu mà hết dịch ấy. Đấy, thì đến mùa thì mình cái này mình sẽ chạy sim này, chạy vải này, đến mùa vải chạy rất là nhiều. Đó. Thì nói chung là cố gắng thôi. Đấy, thì mình sẽ kết thúc video đây. Cảm ơn các bạn anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.